Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, em xin chào mọi người và chào bạn trai ạ. Chào em. Em tên là Tuyết Trang, nhưng mà mọi người hay gọi em là Bắp. Em sinh năm 1987, nhà em ở Vũng Tàu, nhưng mà hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên rập của một công ty túi sách ạ. Rồi, xin mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào đặc biệt chào bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu là em là Trần Văn Phúc, năm nay 32 tuổi, hiện tại là sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm mỹ nghệ sắt và làm vườn. Sắt làm vườn luôn? Dạ, làm vườn để bán hay là? Dạ, làm vườn tiêu á, về vườn nông sản. À, làm tiêu. Dạ. Mời bên đàn gái giới thiệu một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, về điểm mạnh của em, ưu điểm của em đó là em rất là thương gia đình, em biết nấu ăn. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Và điểm mạnh nhất của em đó là trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn, tài khoản là đã có nhiều đó tiền rồi đó. Dạ. Trời ơi, quá dữ luôn. Quá còn dữ, sao quá tài dữ. Khoản của em có nhiều? Tôi chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản, tại vì làm vườn không à. Tài sản nằm trong vườn ha. Dạ, tài sản. Em có ưu điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em thì phải công việc có một trách nhiệm. Trong gia đình thì em là không muốn là sự bất hiếu, thì vì em rất là gia đình, thì vì ba mẹ rất là già rồi nên em phải chăm sóc gia đình. Nói chung mình tự lập với lại cầu tiến là nhìn mạnh nhất, và điểm yếu cũng có nhiều một chút. Ví dụ vài điểm khuyết điểm của em nào? Thì khuyết điểm thì hay mau quên. Nói chung là viên việc thì làm bên mỹ nghệ sắt thì những lúc hàng đem ra rồi, những lúc quên những bó hàng hoặc là quên những cái kèm mà búi gì đó, thì về những lúc chạy ra hồi quên thì phải chạy lại rồi, thì hay cũng quên thôi. Thì cũng như là nhắc những bọn nữ, là kiểu như là ít nói, nhưng mà quen thì cũng nói nhiều một chút. Đôi khi cũng hiểm yếu thì hơi trầm tính. Đôi lúc thì cũng có nói chuyện nhiều, mà đôi lúc thì cũng ít nói lắm. Bên đàn gái, đường tình trường thế nào? Đúng rồi, em nói về cái chuyện tình yêu của em đi. Dạ, thật ra em trải qua lượt là hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời trẻ trâu á, là từ năm lớp 12. Lúc đó cũng còn nhỏ quá nên chưa suy nghĩ chín chắn. Thì là nghỉ chơi. Chị Tây, dạ. Được mấy năm? Dạ, mối tình đó cũng 5 năm ạ. 5 năm mà chia tay nhau, rồi mối tình thứ gì? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen một bạn ở cũng ở xa. Nhưng bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì là trong mối tình này thì là do em quá hời hợt nên là cũng không có xem trọng tình cảm của bạn. Cộng thêm là một phần là phía tác động của gia đình nữa. Cho nên là cũng nghỉ chơi nhau luôn ạ. Nghỉ chơi mà ai là người chủ động nghỉ? Dạ, em là người chủ động nghỉ. Rồi quen được mấy năm? Dạ, cũng hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm luôn? Dạ. 10 năm yêu đương? Dạ. Hai mối tình 10 năm là cũng có nhiều trải nghiệm lắm đó. Còn em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình. Một mối tình thì còn nhỏ thì đơn phương thôi, thì bị thích bằng nữ đi ngang thì hay nhìn một chút vậy thôi. Còn một tình thứ hai thì có được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì bên nữ thì gia đình đó thì muốn sự giàu sang á, nên lúc đó cuộc sống em khó khăn nên em bên nữ không chấp nhận. Em phải tự lập, vì muốn là không muốn để mọi người phải coi em một ánh mắt khác, nên phải quyết tâm và công việc của mình để về xây dựng về ở quê nhà. Từ đó chúng ta mới cố gắng nỗ lực hơn để mình có một cái kinh tế nó khá lên để đừng ai coi thường mình, đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ bên em gái, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì em là muốn tìm một bạn trai là biết thương yêu gia đình, tự lập. Vì bạn đó không có quá kiểm soát em ạ. Em không thích cái bạn đó là kiểm soát em nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Cái sở thích của em là cái gì? Cái đam mê của em là cái gì? Dạ, sở thích của em á là đi xem phim nè. Khi tắm á thường hay là hát, mà hát rất là to. Còn em rất là thích đi chơi. Đi chơi, đi phượt đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, em thích bạn trai cao, ốm, không có mập. Cao ốm, không thích mập. Dạ, em không thích bạn trai mập. Được á. Em ghét nhất đàn ông là điều gì? Dạ, phụ phu. Thì em không thích bạn trai phụ phu ạ. Đúng rồi. Không có đâu bạn ơi, tại vì mình rất là hiền. Bạn ấy rất là ít nói. Vậy cũng được ha. Dạ, đúng rồi ạ. Bạn đó ít nói mà nói lẹ đó. Nhiều khi sợ mất á, coi chưa gì cái phóng vô hết hồn á, sợ liền. Bạn yên tâm đi, tôi rất hiền. Tôi cảm giác như bạn
bạn cảm thấy rằng cái đối tượng bên đây rào của bạn là hình như là đúng gu với bạn hay sao? Đây là rất là, nên là bạn cảm giác bạn không muốn bị vuột đi cái cơ hội này đúng không? Dạ, tại vì khi đi thì gia đình ai cũng biết là cũng phải hy vọng là khi một lần đi thì phải có một tin vui về trong gia đình, thì ba má cũng phải lớn tuổi rồi nên muốn là phải có một phải ai cũng một lập gia đình để cho yên phận những người cha làm mẹ. Bây giờ em nói cho chị Vân biết là em muốn tìm một người yêu như thế nào, mẫu hình lý tưởng của em là gì? Thì em vẫn mọi người bạn nữ là có sự trách nhiệm, không có sự mà lăng nhăng, tại vì nếu trong tình cảm thì em rất là chân thành. Còn mọi người thì em thích người tròn tròn, nhưng mà em vẫn thích người phụ nữ tóc dài, thì tóc dài rất là đẹp. Tóc dài, dài. Và hơi tròn tròn. Dễ thôi, để tóc nó dài thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ đi với cháu và bạn. Cháu ruột á hả? Dạ cháu ruột. Rồi hỏi ý kiến cháu coi làm sao. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ con là cháu của cậu ạ. Con thấy chị bên này rất là dễ thương và con nghĩ cậu nên bấm nút liền liền luôn, đừng có chờ. Con mong là chị và cậu có thể cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và có thể đi xa hơn ạ. Con cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình với em trai, anh rể và mấy bạn ở công ty ạ. Em trai, anh rể. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh Phúc và nhà trai và toàn thể mọi người có trong văn phòng. Dạ, em là em trai của chị Trang. Thì nãy giờ có theo dõi đây thì anh Phúc đi thì cũng đặt ra được cái điều kiện của chị là không được hết nhưng mà cũng được 2/3. Cái thứ hai nữa là cái tính cách này anh là vui vẻ. Thứ ba nữa là cái thật thà. Cái điểm mạnh của gia đình nhà em là nông nghiệp. Tại vì nhà em là có 4 kỹ sư cây trồng rồi. Thì chắc em nghĩ là vấn đề về anh ấy thích nông nghiệp thì quá hợp với gia đình em nữa. Thì em nghĩ chắc đó là cái điều mà bố em cần. Dạ. Hàng chị nãy nó trồng tiêu ở dưới thích quá ha. Dạ đúng rồi ạ. Con sẽ tâm mừng quá rồi, ta mở rào đi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào bạn. Chào. Thì mình có món quà của cây nhà lá vườn thì nó thật chắc hơn vì bản chất của mình là thực tế. Thì đây món quà thì chắc có lẽ nó hơi đậm bạc nhưng mà đó là một sự chân thành. Cảm ơn bạn. Thôi anh rồi. Em đồ đi chứ nhìn em già lắm. Bạn bên đây mới trẻ nè. Chứ em cứ mạnh dạn anh em đồ đi. Rồi cảm ơn rất nhiều. Hôm nay con gửi cho Linh và chị Vân một quà. Cảm ơn em. Có một chút. Rồi thì cảm ơn rồi, em nhưng mà tiêu ha. Em mở ra đi coi là bạn gái tặng cái gì rồi đây nữa. Bạn ấy tặng cho mình đúng là tiêu, một cái khăn choàng. Mở cái khăn choàng ra rồi quấn lên trên cổ coi nó có hợp hay không nè. Tặng khăn để là đúng vậy rồi đó. Đó để vậy được rồi, đó để vậy đó. Cái này đi hái tiêu rất là ok ạ, mình chùm xuống dưới đây nè nó đỡ nắng. Thật ra là không đúng rồi đó. Đâu bây giờ bạn em ra em cột cho bạn theo cái ý của em vậy. Đi ý bạn nó vậy nè đó. À, đúng rồi ạ. Chắc là miền Tây vậy cho nó đỡ nắng nè đó. À, đúng rồi, có thể làm như vậy đó vậy đó. Rồi như vậy này là mình sẽ có thêm cái khăn đa năng nữa, mình chùm như vậy nữa đi hát tiêu rất là ok. Dạ. Chăm lo cho vậy đỡ quá rồi, đeo luôn. Dạ, dạ. Rồi luôn. Thôi nhưng mà bây giờ thì là mình hoàng vậy nè, đeo gì đó đúng không? À đúng rồi vậy đó. Rồi đó ai nói chuyện đi. Như vậy là ở cái bữa mà Vũng Tàu là ở khúc đoạn nào? À, nhà em ở huyện Châu Đức, xã Xuân Sơn ạ. Chỗ nhà em trồng rất là nhiều tiêu ạ. Với lại mùa này đang là mùa tiêu á, nếu anh rảnh thì có thể vô phục nhà em hái tiêu với. Rồi. Em nghĩ chắc là anh biết hái tiêu ạ. Đi nông dân chính gốc luôn, tại vì bản chất là người nông. Thiên thang đồ đều được hết đúng không ạ? Tại vì nhà làm mỹ nghệ sắc thì khiên thang 5-6 mét bình thường. Tự thiên á. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào của mỗi bên? Trong tình yêu thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ, đối với em thì thứ nhất đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Và cái thứ hai là tôn trọng ạ. Đúng rồi, tôn trọng. Và sự tôn trọng nó đến hàng đầu. Thì trong tình yêu thì phải giữ thông cảm, phải chia sẻ. Chứ mà không có biết chia sẻ hay là không tôn trọng lẫn nhau thì dù có đến với nhau thì không có được hạnh phúc. Dạ. Nếu như mà mình tiến tới xa hơn đó thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân? Theo bên anh thì nghĩ là khoảng 6 tháng hay 1 năm thì một cái tình cảm thì phải có một cái thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Mình cảm thấy sống thì không muốn được khoảng cách, là mình không muốn khoảng cách nó gần xa nữa thì mình sẽ đến với một tiếng hôn nhân, nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn đối với em thì trong năm nay luôn ạ. Tại vì 2020 rất là đẹp ạ. Dạ, cưới vợ phải cứ liền tay. Để thì lâu ngày thiên hạ dèm pha thì mình cũng muốn thời gian tốt cùng với gia đình nữa.
Rồi, bây giờ em tiến tới nắm tay cô ấy và hát tặng cô ấy một bài nào đó để mình thấy cảm nhận này, về nhau. Thấy bạn Nam có cái nét của anh Chế Linh á. Đúng rồi. Bạn có thích cái dòng nhạc của anh Chế Linh không? Dạ, em thích hát cùng Bolero hoặc là miền Tây Nam Bộ. Nhưng mà thấy lần đầu tiên mà cũng hơi run. Nhưng mà thể một câu hai câu. Tại vì hôm nay, mấy bữa nay thì uống nước đá nó hơi bị khan tiếng một chút xíu. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Hay quá em gái, đứng đó cho em gái hát. Đối em lại gái đi. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, về chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, say you do. Rồi, bao nhiêu. Bây giờ ta đã trải qua một thời gian cũng khá dài ha. Bây giờ trong suy nghĩ, trong lòng của em nghĩ thế nào, em hãy nói cho gái biết hết đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ của em thì hiện tại thì cũng thấy một sự hồi hộp, và thấy bạn nữ bên kia cũng dễ thương và cảm thấy rất là tốt về tình cảm, về tương lai thì có sẽ là cho em một cái niềm tin để em tiến tới xa hơn trong chương trình. Thì em muốn nữ thì sẽ có nhau một cơ hội để tìm họ, tìm hiểu thêm một thời gian hay là một khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ cảm thấy là đi xa hơn và mãi mãi trên con đường. Rồi. Còn những suy nghĩ bằng nữ, chúng ta sẽ nói chuyện bằng nút bấm. Để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chuẩn bị nha. Khi bấm nút, chúng ta quyết định hẹn hò với nhau, là trao cơ hội, trao duyên cho nhau để cùng nhau tiến xa hơn nữa. Và khi bấm nút, chúng ta phải nhớ có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả, bấm vì trái tim của mình rung động. Chuẩn bị. Hồi 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng, trời đẹp ơi. Rất đẹp. Rất là đồng điệu. Rất nghe đồng điệu luôn. Trời ơi. Nào hãy nắm tay nhau. Bây giờ mình xin phép gia đình đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hẹn hò này đi. Xin phép em trai và là anh chị là chú trường quay cho Phúc xin hôn một rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Em có hay trang điểm không? Dạ, đây là lần đầu tiên trang điểm luôn ạ. Đây là lần đầu tiên trang điểm luôn. Nên rất là ngại, không biết mình có đẹp hay không. Ồ, vậy đó hả? Vậy là từ nay em sẽ tập trang điểm đi. Em có thích bạn gái trang điểm không? Dạ, thích ạ. Tại vì em biết là lúc nào vợ mình cũng là đẹp nhất. Đó, nếu vậy chương trình xin tặng em phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, chúc mừng nha. Những câu chuyện luôn luôn đầy màu sắc, những câu chuyện vô cùng cảm xúc của bạn hẹn hò luôn luôn muốn gửi đến tất cả quý vị các bạn. Và tôi mong rằng những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò, họ sẽ sớm ghép hai mảnh ghép đó lại với nhau và yêu thương cho đến răng long đầu bạc.